Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn ngữ văn lớp 8 trang 16 đến trang 17 bài 1 câu chuyện của lịch sử. Phần tiếp theo thực hành tiếng Việt. Thực hành tiếng Việt. Biệt ngữ xã hội. Nhận biết biệt ngữ xã hội. Biệt ngữ xã hội là một bộ phận từ ngữ có đặc điểm riêng. Có khi đặc điểm riêng của biệt ngữ thể hiện ở ngữ âm. Ví dụ, anh đây công tử không vòm. Ngày mai, cận rệp biết mồm vào đâu, Nguyên Hồng, Bỉ Võ. Thì cuốn Bỉ Võ nhà xuất bản Dân Trí 2011 chú thích vòm là nhà, cận rệp là hết gạo, mồm là ăn. Cận rệp và mồm có các hình thức ngữ âm hoàn toàn mới lạ, chưa gặp trong vốn từ chung của tiếng Việt. Có khi đặc điểm riêng của biệt ngữ thể hiện ở ngữ nghĩa, ví dụ: tớ chỉ nhường tháng này thôi, tháng sau thì tớ cho cậu ngửi khói. Thì từ ngửi khói trong câu trên không có nghĩa là dùng mũi để nhận biết mùi khói mà là tụt lại phía sau. Thì đây là cái đặc điểm riêng ở ngữ nghĩa của biệt ngữ thể hiện ở ngữ nghĩa. Rồi tiếp theo là cũng là do những cái đặc điểm khác biệt như vậy, trong văn bản biệt ngữ xã hội thì thường được in nghiêng hoặc là đặt trong dấu ngoặc kép và được chú thích về nghĩa. Biệt ngữ xã hội thì hình thành trên những cái quy ước riêng của nhóm người nào đó, vì thế chúng thường được sử dụng trong phạm vi hẹp, chỉ những người có mối liên hệ riêng với nhau về nghề nghiệp, lứa tuổi, sinh hoạt, sở thích và nắm được cái quy ước mới có thể dùng cái biệt ngữ để giao tiếp. Sử dụng biệt ngữ xã hội thì biệt ngữ xã hội chỉ nên sử dụng hạn chế, phù hợp với đối tượng và mục đích giao tiếp. Đối với nhà văn thì sử dụng cái việc sử dụng biệt ngữ xã hội để miêu tả cuộc sống, sinh hoạt của nhóm người đặc biệt nào đó đôi khi trở nên cần thiết. Nhờ dùng biệt ngữ thì bức tranh của cuộc sống của một số đối tượng cụ thể trở nên sinh động và chân thực hơn. Như vậy, chúng ta vừa theo dõi ở đây, đó là cách nhận biết về biệt ngữ xã hội. Rồi, tiếp theo là phần bài tập 1. Chỉ ra biệt ngữ xã hội trong những câu sau. Và cho biết dựa vào đâu em khẳng định như vậy, hãy giải nghĩa các biệt ngữ đó. A. Năm lên 6, cung thiếu nhi thành phố có cuộc tuyển gà khắp các trường tiểu học. Tôi cũng được chọn gửi đến lớp năng khiếu. Ngô An Kha tìm mảnh ghép thiếu. B. Ôn tập cẩn thận đi em cứ tủ như vậy, không trúng đề thì nguy đấy. Như vậy chúng ta hãy tìm cái biệt ngữ xã hội trong trong hai câu dưới đây và giải thích nghĩa của các biệt ngữ đó. Thì ở trên chúng ta thấy là cái cách nhận biết biệt ngữ xã hội thì cái cách nhận biết biệt ngữ xã hội ở đây thì biệt ngữ xã hội đó là một bộ phận từ ngữ có đặc điểm riêng, thì được thể hiện về ngữ âm hoặc là có thể là có khi cái đặc điểm riêng của biệt ngữ thể hiện ở ngữ nghĩa. Thì do những cái đặc điểm khác biệt như vậy thì trong văn bản thì biệt ngữ xã hội thường được in nghiêng hoặc là đặt trong dấu ngoặc kép và được chú thích về nghĩa. Như vậy ở đây chúng ta thấy ở trong câu A, năm lên 6 cung thiếu nhi thành phố có cuộc tuyển gà khắp các trường tiểu học, tôi cũng được chọn gửi đến lớp năng khiếu. Thì các em thấy từ được đặt trong dấu ngoặc kép đó là từ gà. Từ gà là biệt ngữ xã hội bởi vì theo từ điển thì từ gà là chỉ một loại gia cầm, nhưng ở đây thì lại được đặt trong cái ngữ cảnh của một tổ chức đang tuyển thí sinh. Như vậy gà ở đây có thể hiểu là những cái
hành vi mới những con người mới. Còn ở câu B, ôn tập cẩn thận đi em cứ tủ như vậy thì không trúng đề thì nguy đấy. Thì các em thấy từ tủ ở đây theo cái nghĩa theo cái nghĩa đó là một cái vật dụng để chứa đồ bên trong, nhưng mà ở trong cái bối cảnh thi cử này, ôn tập này thì tủ là chỉ để cái việc học sinh không chịu ôn tập kỹ càng tất cả các kiến thức mà chỉ ôn những cái phần mà mình nghĩ sẽ thi. Thì như vậy ở đây từ tủ ở đây đó là biệt ngữ xã hội. Như vậy câu A, từ gà là biệt ngữ xã hội bởi theo từ điển từ gà chỉ một loại gia cầm, nhưng ở đây lại được đặt trong cái ngữ cảnh của một tổ chức đang tuyển thí sinh. Gà ở đây có nghĩa có thể hiểu là gà là những thành viên mới, những con người mới. Còn ở câu B, từ tủ ở đây là biệt ngữ xã hội bởi theo từ điển tủ là vật dụng để chứa đồ bên trong. Trong cái bối cảnh thi và ôn tập thì từ tủ là để chỉ việc học sinh không chịu ôn tập kỹ càng tất cả các kiến thức cần thiết mà chỉ ôn những cái phần mà mình nghĩ sẽ thi vào. Rồi tiếp theo câu số 2. Cái việc lơ đễnh rất hữu ý đó, cái chuyện bỏ quên hộp thuốc và lào vẫn là một cái ám hiệu của cai xanh, dùng tới mỗi lúc đi tìm bạn để đánh một tiếng bạc lớn, nghĩa là cướp một đám to. Nguyễn Tuân, một đám bất đắc chí. Vì sao ở câu trên người kể chuyện phải giải thích cụm từ đánh một tiếng bạc lớn? Theo em, tác giả đã dùng cụm từ đó với mục đích gì? Thì các em thấy ở đây, ở câu trên, vì sao người kể chuyện phải giải thích cái cụm từ đó là đánh một tiếng bạc lớn? Thì ở đây người kể chuyện phải giải thích cái cụm từ đánh một tiếng bạc lớn để cho người đọc có thể hiểu được là nội dung ở đây là cái câu chuyện nội dung câu chuyện. Việc tác giả sử dụng như vậy thì giúp cho người đọc hiểu vấn đề và nội dung một cách nội dung mà tác giả muốn nói tới. Tiếp theo câu 3. Trong phóng sự Tôi kéo xe của Tam Lan, viết về những người làm nghề kéo xe chở người thời trước cách mạng tháng 8 năm 1945, có đoạn hội thoại: mày đã làm xe lần nào chưa? Bẩm, chúng cháu chưa làm bao giờ cả. Trong cạm bẫy người của Vũ Trọng Phụng thì một tác phẩm vạch trần trò gian xảo bịt bợm của những kẻ đánh bạc trước năm 1945 có câu: tôi rất lấy làm lạ là vì cứ thấy hai con chim mòng thắng trận ù tràn đi, mà nhà đi săn kia đã phí gần 20 viên đạn. Nêu tác dụng của việc sử dụng biệt ngữ xã hội in đậm ở trong các trường hợp trên. Đọc tác phẩm văn học gặp những biệt ngữ như thế thì việc đầu tiên cần làm là gì? Như vậy ở đây chúng ta thấy có những cái biệt ngữ xã hội là những cái từ in đậm là làm xe, chim mồng, nhà đi săn và viên đạn. Thì các em đọc kỹ các câu thì chúng ta thấy cái việc sử dụng các biệt ngữ xã hội như vậy thì giúp cho người đọc có thể hiểu được cái bối cảnh thu nhỏ của một nhóm người cụ thể như là nông dân, lao động, và hình dung được cái cuộc sống của những cái con người ấy diễn ra như thế nào. Qua đó thì những cái trang văn hiện lên sinh động hơn, dễ lôi cuốn người đọc vào từng cái bối cảnh câu chuyện và những gì mà nhân vật đã trải qua. Thì khi mà đọc các tác phẩm văn học mà gặp phải những cái biệt ngữ xã hội này thì chúng ta cần làm là phải hiểu cái ngữ cảnh trong bài để mà xác định xem biệt ngữ đó thuộc về lớp người nào, bối cảnh nào.
Tiếp theo câu 4 chỉ ra biệt ngữ xã hội trong đoạn hội thoại sau và nhận xét về cái việc sử dụng biệt ngữ của người nói. A. Cậu ấy là bạn con đấy à? Đúng rồi bố, nó lầy quá bố nhỉ. B. Nam. Dạo này tớ thấy Hoàng buồn buồn ít nói, cậu có biết vì sao không? Tớ cũng hem biết vì sao cậu ơi. Như vậy chúng ta sẽ chỉ ra biệt ngữ xã hội trong các đoạn hội thoại này. Thì ở trong câu A chúng ta thấy từ lầy ở đây là biệt ngữ xã hội chỉ những người hài hước và hóm hỉnh. Việc sử dụng biệt ngữ như vậy giúp cho cuộc hội thoại trở nên ngắn gọn, xúc tích hơn, đồng thời thể hiện được cái tính cách của nhân vật. Ở câu B, từ hem là biệt ngữ xã hội chỉ những điều không biết. Việc sử dụng biệt ngữ như vậy làm cho không khí nói chuyện trở nên gần gũi hơn, thể hiện sự được cái bối cảnh câu chuyện và cái đặc điểm tính cách của các nhân vật tham gia vào cuộc hội thoại đó. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn ngữ văn lớp 8. Thì sau khi xem xong các em thấy thích thì hãy chia sẻ mọi người cùng xem và đừng quên đăng ký kênh thầy Liên để được theo dõi những video tiếp theo nhé. Cô chúc em học tốt và chào tạm biệt các em.